Xin chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh Aloxa. Thì như video trước em có giới thiệu đến cho anh chị nguyên một dàn xe CD125T. Và ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục giới thiệu đến cho anh chị 4 chiếc này nữa. Đây là 4 chiếc xe cập nhất của bên em luôn. Em đang trưng bày ở trong nhà ông chủ ha. Bốn chiếc này là cập nhất luôn. Thì trong video này em sẽ giới thiệu chi tiết hơn về 4 chiếc này. Còn những chị nào mà thích giá nó rẻ một tí thì bên em vẫn có xe. Đó. Rồi. Đầu tiên thì 4 chiếc này thì như em trưng đây 4 chiếc nè. Chiếc bên đây là đời 2000, chiếc này đời 2000 nè. Còn chiếc này là đời 2002. Chiếc này là đời 2002. Còn chiếc phía bên này là cũng đời 2000 luôn. 4 chiếc này là đều là đời cao hết. Đầu số khung là GA03 là có bộ lọc khí thải. Đó thì bây giờ thì em sẽ lấy máy ảnh quay chi tiết hơn cho quý anh chị xem ha. 4 chiếc này là xe cập nhất luôn á. Những dòng xe cập mà xe giữ thì bên em để bên phía nhà của ông chủ ha, nên là tại vì ông chủ mình cũng rất là kỹ ha. Còn những xe bên kia thì nó cũng đẹp á, nhưng mà tùy theo mức giá ha, nên là anh chị nào mà thích chơi xe cọp xe giữ á, thì có thể là lựa chọn một trong bốn chiếc này. Nhưng mà có một chiếc này là ship bên em để lại chơi, chiếc này là đời 2000, chiếc này bữa mới vừa về ngày hôm kia luôn ha, mới vừa về ngày hôm kia. Xe cực kỳ đẹp luôn. Và dòng xe này á là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật về nha anh chị nha. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật về chứ không phải là xe cam nha. Đó, không phải là xe cam nha. Chiếc này là 750 triệu. Chiếc này là đang có khách tham khảo nè, 750 triệu ha. Chiếc này là đời 202. Đời 202 xe còn zin hoàn toàn luôn. Đấy, như quý anh chị nhìn thấy nè, cực kỳ đẹp luôn. Nguyên dàn sơn anh chị thấy không? Đó, xe hầu như mới hoàn toàn. Đó, chung là đầy đủ phụ tùng, đầy đủ phụ kiện luôn. Rồi, như anh chị nhìn thấy nha, căm hay là phục này kia nè, rất là nhìn rất là mướt luôn. Nói chung thì xe 750 triệu mà là chiếc này là chiếc cập nhất bên em, là giữ nhất bên em luôn đó. Đó, chiếc này là ngang ngửa với cái chiếc mà của ông chủ em đang chơi. Đây là chiếc này thì không có bán nha. Đấy, chiếc này là ông chủ em mua, là mua của người ta là gần 600 triệu á đó. Đó là chưa ra giấy luôn á, nên là này em chia sẻ thôi. Đó, có nhiều quý anh chị bảo là chờ xe này ở ngoài thị trường bán có 100 mấy 200 triệu thôi, mà xe đâu ở đây bán tới 700 triệu 500 triệu 400 triệu. Đó thì ở ngoài đa số toàn xe tam, xe cam không à. Xe cam mà nó vô đồ tào lao anh chị xài một thời gian là nó nát hết. Còn xe này xe đúng hàng, đúng giá tiền, nên là tiền nào của nấy thôi. Đó. Và những cái tem CD125T Bentley nè, vàng rất đẹp luôn. Nói cái tem logo cánh chim này thôi, nếu mà anh chị mua lẻ là cũng gần 20 triệu rồi đó. Còn cái tem không á, tem cánh chim không anh chị, nên là những dòng xe này cái phụ tùng nó rất là đắt ha. Rồi, như chiếc này thì em có gắn cái hộp thùng, hai thùng hai bên này em có bán lẻ nữa nha. Trung bình thì giá từ 15 đến 30 triệu một cặp. Là nó kèm luôn cái khung nha, kèm luôn cái khung luôn. Đó. Còn anh chị nào mua bẩn, muốn mua bẩn riêng thì em có bán bẩn riêng luôn. Bẩn riêng này, bẩn này nè. Hàng chính hãng luôn. Nếu mà anh chị mua bẩn không á, mua cái trắng, mua miếng mũ trắng trắng này không á là khoảng 3 triệu rưỡi nha. Còn nếu mà có cái khung luôn thì nó mắc hơn khoảng mười mấy triệu nữa. Đấy. Rồi. Còn cái kính chắn gió này nè là cũng gắn thêm luôn, là cũng hàng nhập từ Nhật về luôn. Thì khoảng 9 triệu một cái kính chắn gió này. Rồi chiếc này là đời 2000 ha, 2000. Cũng là đầu số GA03 luôn ha. Có bộ lọc khí thải là đề cao đó. Rồi em qua xa cho anh chị xem cái chiếc này. Chiếc này là 460 nha anh chị nha. 460. Giá này đã có bao gồm VT rồi, em sẽ bao gốc hồ sơ cho quý anh chị luôn. Chi phí lăn bánh, ra biển số thì anh chị chi phí giúp em thôi. Nói chung thì với dòng xe này mà 400 mấy á, là thuộc dạng xe cọp, xe cũng xe giữ rồi. Còn như chiếc này là rẻ hơn một tí là 440 ha. Con này cũng là đầu 2000 luôn, cũng năm 2000, cũng là CA03 luôn, nghe quý anh chị nha. Đấy, nói chung thì em trưng trong đây nó hẹp lắm, nên là em không quay chi tiết cho anh chị xem được. Nên là anh chị nào thích chiếc nào á, thì cứ báo cho em để em chụp chi tiết cho quý anh chị xem thôi ha.
Thì trong video này em chỉ quay sơ thôi, chứ mà quay chi tiết hơn thì chắc không thể nào quay được rồi. Tại vì nó cái mặt phía bên kia nó vướng cái châm kẹt rồi, nên là không quay được, chỉ quay được cái mặt bên này thôi. Rồi. Chiếc này 460 ha. Đấy, như anh chị thấy nè, không gì để mình chê được hết trơn. Đó. Từ dàn sơn cho đến cái phần bình xăng này kia ha. Rồi, nói chung thì dàn ghi đông này, Udo này kia thì nhiều anh chị bảo là mua xe cổ thì ít ai xem Udo lắm, chủ yếu là xem đồ đạc như thế nào thôi. Nhưng mà đối với dòng xe này thì bên em mang về như thế nào thì bên em được y thinh như vậy nha, chứ không có tua. Chung là nhìn mấy dòng xe này là hơi ngọt một tí quá chị ạ. Chung là em không biết nói sao luôn, nó quá dữ. Hôm bữa đang quay mấy chiếc mà ngoài cửa hàng á, khoảng 20 chiếc với nhiều mức giá từ 260 cho đến 500 triệu. Đó, 260 đến 500 triệu mà em thấy là những xe dữ là xe đẹp rồi. Mà còn 4 chiếc này nó còn dữ hơn nữa anh chị. Nên là anh chị nào mà thích chơi xe dữ á, thì cứ lựa chọn một trong 3 chiếc này ha. Tại vì không chiếc của ông chủ rồi nên là không có bán, nên ông chủ cũng để lại chơi ha. Chung thì xe bên em bán á, là xe như thế nào thì em sẽ tư vấn như thế đó ha. Xe có thay cái gì hay là có làm lại bất cứ cái gì thì em sẽ tư vấn rõ ràng cho anh chị, nó chỉ thích thì chị mua thôi. Đó, còn những cửa hàng ở ngoài thì nó hay tư vấn cho anh chị lắp liếm này kia tùm lum đủ thứ á, nên là nó không có gì nó rõ ràng ha. Mình mua xe, dòng xe này mình chơi cổ mà đó, nên là mình mua cho nó xứng đáng đồng tiền. Còn một số anh chị bảo là bên em có bán xe không giấy hay không thì bên em xin trả lời luôn là em không có bán xe không giấy nha. Đó, tại bên em là đại lý của Head Honda nên là những xe không giấy đó bên em không có bán. Đó. Còn anh chị nào muốn mua phụ tùng ha, những phụ tùng xe chính hãng như là những dòng xe Honda Việt Nam bây giờ cũng được, hoặc là những dòng xe cổ như xe CD hay là xe Super Cup, Custom này kia rồi á, thì bên em vẫn có bán đầy đủ phụ tùng cho quý anh chị luôn. Anh chị nào có nhu cầu mua phụ tùng thì em vẫn bán cho anh chị nha, ship tận nhà luôn. Còn chi phí thì anh chị chi phí thôi. Đấy. Chung thì không có gì để mình chơi nó quý anh chị ha. À, còn về cái giấy tờ sang tên thì những dòng xe này á là sang tên toàn quốc lên anh chị nha, sang tên toàn quốc luôn. Tại vì xe là xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật về, nhưng mà không có nhập theo đường hải quan được, mình nhập theo đường dạng thanh lý ha, nên là những dòng xe này là giấy tờ thanh lý nhưng mà thanh lý toàn quốc ha. Nên là anh chị mua về sang tên đâu cũng được, hay là sau này anh chị muốn bán cho ai, mình muốn rút hồ sơ vẫn sang tên thì bình thường. Cái vấn đề là giá trị nằm ở chỗ đó. Còn những quý anh chị nào mua giống dòng xe mà xe CD này mà mua như ở ngoài á, mua thường mua ở ngoài á, là đa số là thường là xe thấp số hoặc là xe mẹ bồng con đâu không à. Nên là anh chị mua xong mua về đúng không, rồi sang tên này kia giấy tờ lăng nhăng lắm, hoặc là nhiều khi nó sang tên không được đó. Nên là xe bên em bán là xe chuẩn giấy tờ, em cam kết cho quý anh chị luôn, chuẩn giấy tờ. Nếu mà ra biển số không được em sẽ hoàn tiền cho anh chị 100% luôn, không mất một chi phí nào hết. Đấy, nếu mà ra biển số không được, đó là em cam kết cho quý anh chị luôn. À, nhưng mà xe bên em bán là đa số là xe nào cũng ra biển số được hết, tại vì xe đã ra giấy tờ sẵn hết rồi, ra giấy tờ Bình Dương hay là giấy tờ Đồng Nai, Bình Phước rồi, thì chỉ cần rút hồ sơ thôi và sang tên cho quý anh chị thôi. Nên là những anh chị nào mua xe bên em quen rồi thì cũng đã biết rồi, còn những anh chị nào chưa mua lần nào thì anh chị có thể là từng do dự. Đó, nên là em sẽ nói với anh chị luôn, xe cổ bên em bán là xe ra giấy tờ đầy đủ cho quý anh chị luôn ha. Đấy, còn ra không được thì còn tiền cho anh quý anh chị. Còn như chiếc này, đấy, chiếc này là cái chiếc DD đỏ. Hôm bữa thì em có quay cho quý anh chị xem rồi. Và chiếc này hiện tại á, dòng xe này bên em còn được khoảng 2 chiếc thôi, còn 2 chiếc nha. Chiếc này là chiếc chưa xăng nè. Chiếc này là chiếc chưa xăng nha, chưa xăng luôn. Hôm bữa thì em quay cho anh chị là 4 chiếc này đúng không? 4 chiếc DD đỏ này mà em đã bán 2 chiếc rồi, là còn 2 chiếc. Còn 2 chiếc thì mức giá là 220 triệu thì bữa em quay cho anh chị xem rồi. Đó. Còn như chiếc này là chiếc chưa xăng nha, chưa đủ xăng. Đó. Chiếc xe này là hàng ba cục. Hàng ba cục nhập về và bên em gáp lại. Chứ xe này nhập ở bển về nhập nguyên con không được, nhập không được các bạn nha. Nhập không được quý anh chị nha, nhập không được. Nhập ba cục sau đó về gáp lại. Đấy, đã qua cho quý anh chị xem ở chi tiết hơn luôn nè. Sẵn đây em quay cho bữa nào em quay chi tiết hơn chiếc này. Đó, DD đỏ nha.
mới hoàn toàn 100% luôn. Những anh chị nào mà không biết cửa hàng bên em thì có thể là bảo là xe làm lại hay là xe bơ cứ cái gì. Nếu mà anh chị đã biết cửa hàng bên em rồi thì làm mấy chuyện này bình thường. Đấy, nhìn anh chị nhìn thấy không? Ha. Đồng hồ nè, 0000 nè. Đấy. Chưa xăng luôn nha anh chị nha. Xe này xe chưa xăng luôn nha. Hiện tại bên em còn có một số dòng xe Super Cup 86 chưa đủ xăng luôn. Đấy. Chứ không phải là không có nha anh chị nha. Đấy. Rồi thì em giới thiệu sơ lược cho anh chị như vậy thôi. Ngoài ra ở phía dưới này còn thêm một chiếc nữa nè. Đây. Chiếc đời 97, chiếc Kim Thái đời 97, biển đẹp, biển 3 số ha. Biển 3 số 2. Đấy, hôm bữa em có bán mấy chiếc biển 3 số 6, 3 số 9 rồi. Còn chiếc này là 3 số 2. Cũng xe dữ luôn, xe Kim Thái đời 97 ha, đời 97. Thì hôm vài bữa nữa, ông chủ em có bán thì em quay chi tiết hơn cho anh chị xem chiếc này ha. Đấy. Rồi thì cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của em nha. Xin hẹn anh chị vào những video lần sau. Thì quý anh chị nào mà yêu thích một trong ba chiếc này, bỏ ra một chiếc của ông chủ em đi, một trong ba chiếc này, thì cứ liên hệ với số thoại của em. Thì em sẽ chụp hình cặn kẽ từng chi tiết từ bộ phận cho quý anh chị xem. Đấy. Còn anh chị nào thích dòng xe DD á, DD mà xe đi rồi thì đi lướt thì bên em vẫn còn hai chiếc siêu cọp là giá là 220 triệu. Chiếc này thì chưa xăng, bên em không có bán ha. Rồi thì xin hẹn anh chị vào những video sau nha. Em xin cảm ơn.